Xin chào các bạn, hôm nay thì DJ One sẽ làm một cái video mở hộp cái con camera E-mount Ranger 2. Thì đây là con E-mount Ranger 2 nha các bạn. Con này chất lượng hình ảnh của nó là 2 megapixel đó, Full HD đó. Ok, mình nhìn qua bên ngoài một chút thì nó có giới thiệu một chút về con camera, về vị trí của mic cũng như là thẻ nhớ vân vân đó. Ở bên này nó liệt kê ra một số các chức năng, ví dụ như là xem được chế độ hình ảnh Full HD này đó, chế độ xoay này, chế độ cảnh báo báo động này, chế độ đàm thoại hai chiều này đó, chế độ cảnh báo chuyển động chuyển về máy đó, nó sẽ gửi thông tin về máy đó, chế độ ngủ của camera này, chế độ kết nối wifi này, chế độ lưu ở trên cloud. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi khám phá sâu vào bên trong con camera này nhé. Ok, mình sẽ khui hộp ra, mình mở ra xem. Đầu tiên nó là cái này không phải. Đây con camera, đây là quyển hướng dẫn khởi động nhanh nha các bạn. Ok, đây là quyển hướng dẫn, nó ghi bằng tiếng Anh đó. Còn đây là con camera của chúng ta đó, con này nhìn khá là đẹp, nhìn khá là đẹp. Sẽ để ở đây mình khui tiếp ra này, này không có gì. Đây sẽ là cái củ sạc nha các bạn đó. Tiếp theo ở trong này thì nó có cáp sạc này, một miếng ở chắc là đính ở đế. Đây là ốc vít, ốc vít. Ok, hết rồi, hết rồi các bạn. Đây là cái miếng dán đế thôi đó, hết rồi. Thì đây là tất cả các cái đồ mà mình vừa khui ra của con camera đó. Ok, thì mình đi sâu vào nhân vật chính một chút nhá. Các bạn cũng có thể thấy nhìn tổng quan của con camera này đó. Ok, okay. Con này thì có thể xoay được 355 độ nha các bạn. Với góc nhìn khi mà các bạn xoay thì góc nhìn của nó là 360 độ đó. Tốc độ xoay của nó rất là nhanh, 100 độ trên giây cơ đó. Xoay dọc lên xuống. Ok, thì mình đi qua xem một chút về con camera này nào. Thì đầu tiên là nó có mic này, cái lỗ nhỏ nhỏ dưới nó mic nha các bạn. Đó, nhỏ nhỏ dưới nó mic. Đấy, đây là cái đèn báo hiệu. Đó. Thì tiếp theo là ở dưới đây nó có mã QR và một số các cái thông tin. Ok, đây ở sau, mặt sau này nó có loa này, khe cắm mạng LAN này, khe cắm nguồn này đó. Ok, cái con này thì vuốt lên thì nó có sẽ có nút reset ở dưới, nút reset và khe cắm thẻ nhớ. Ok, con này thì hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB nha các bạn đó. Ok, hỗ trợ tính năng smart tracking, kết hợp luôn còi báo động nha các bạn. Nó có loa đây, nó có còi báo động luôn. Ống kính 3,6mm, quay quét ngang dọc. Đó. Tầm nhìn xa hồng ngoại con này lên đến 10m nha các bạn. Chống ngược sáng luôn. Đó, chế độ ngày đêm, tự cân bằng ánh sáng nha các bạn. Đó. Tự động bù ánh sáng. Chống nhiễu. Con này rất là hay, có rất nhiều tính năng hay nha các bạn. Chuẩn nén H265 luôn, độ nhạy sáng. Ok, thì con này mình sẽ đi vào cài đặt rồi test một số tính năng như là quay 360 độ cho các bạn xem nhé.
Ok, sau khoảng thời gian 1 đến 2 phút mình cài đặt cái con camera này vào smartphone thì mình đã cài đặt xong rồi. Mình sẽ ấn vào đây để xem con camera này. Đó. Ok. Ok, như vậy là mình xem xong rồi. Các bạn có thể nhận thấy là góc nhìn của nó khá là rộng. Mình sẽ phóng to lên cho các bạn xem này. Đó. Bây giờ mình sẽ quay 360 độ nhé. Con này quay 360 độ của nó rất là nhanh. Mình sẽ quay thử này. Đó. Ok. Ok các bạn. Đó. Con này quay rất là nhanh. Quay lên này. Đó. Tốc độ của nó quay rất là nhanh luôn. Đó, 100 độ trên giây cơ. Đó. Ok, như vậy là mình vừa test cho các bạn cái tính năng quay 360 độ của con Email Ranger 2 này. Các bạn cũng nhận thấy là con này quay, tốc độ quay của nó rất là nhanh luôn. 100 độ trên giây nha các bạn. Đó. Thì về cách cài đặt cũng như là cách sử dụng cái con camera này á, thì mình có làm một cái video hướng dẫn rồi. Các bạn sẽ lên kênh của DigiOne, sau đó tìm kiếm cái video hướng dẫn sử dụng cũng như là cài đặt cái con camera này nhé. Ok, thì video này mình có làm video để mở hộp con Email Ranger 2. Thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.